Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay sẽ mở đầu với những câu chuyện 60 giây đáng chú ý sau đây. Bão số 3, bão số 4 tiến sát bờ biển miền Trung, sức gió cấp 14, 15 giật trên cấp 17. Cảnh sát giao thông kiểm tra xử phạt, nâng cao ý thức giao thông cho học sinh sinh viên. NASA hoàn thành thử nghiệm lau tàu thăm dò vào thiên thạch. Quý vị, bão số 4 dự báo với cường độ rất mạnh, sức tàn phá lớn đang di chuyển nhanh về phía vùng biển và đất liền nước ta. Hồi 16 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão cách đất liền khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 210 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 17. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ. Đến 4 giờ ngày mai, tâm bão sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Sau đó bão tiếp tục đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, di chuyển sang Lào và suy yếu dần. Từ tối và đêm nay, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 9, 10, giật cấp 12, 13. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Cũng từ đêm nay đến ngày mai, khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ chiều nay, đảo Phú Quý, Bình Thuận có mưa to, gió giật cấp 11, còn đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đã có gió cấp 7, cấp 8, giật cấp 11, kèm thêm mưa lớn, biển động dữ dội. Công tác phòng chống bão số 4 tại Lý Sơn đã cơ bản hoàn tất. Toàn bộ tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản đã được đưa vào neo trú ẩn an toàn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đã kiểm tra các điểm xung yếu tại các tuyến đê kè ven biển, chỉ đạo cho các ngành chức năng tuyên truyền vận động các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở nguy hiểm vào nơi tránh trú trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Đồng thời triển khai phương án đưa người dân vào tránh trú tại một số hầm trú quân sự nếu mưa bão diễn biến phức tạp để đảm bảo an toàn. Trước đó, chính quyền địa phương cũng đã thông báo người dân không được ra ngoài đường sau 10 giờ trưa. Thành phố Hồ Chí Minh đang đón đợt triều cường cuối tháng 9, mở đầu cao điểm triều cường cuối năm. Trước nguy cơ xảy ra ngập lụt do ảnh hưởng mưa bão kết hợp triều cường, người dân nhiều khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương ứng phó. Phường 7, quận 8, khu vực Kênh Đồi, nơi ngập rất nặng mỗi khi triều dâng. Trong chiều tối 26 tháng 9 và sáng 27 tháng 9, địa phương đã huy động nhân lực gia cố tại các vị trí xung yếu trên địa bàn. Các hộ nằm sát bờ kênh cấp tập dùng bao cát, gạch đá, dán gỗ đắp bờ bao chèn chắn nhà cửa để ngăn nước tràn vào. Tôi đưa những cái phương tiện giống như là những cái bao tải cát để cho người dân gia cố những cái vị trí là xung yếu. Cái chủ động chứ là đi xin người ta rồi mua mấy cái bao nhỏ nhỏ nè bỏ vô. Trời hãy mà nước nó tràn quá cái tấn vậy đó. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều kỳ này rơi vào ngày 27 và 28 tháng 9. Dự báo ở mức 1,53 đến sấp xỉ 1,6m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều là 4 giờ đến 6 giờ và 17 giờ đến 19 giờ. Cùng với việc kéo giảm ùn tắc, trong thời gian này, lực lượng cảnh sát giao thông 21 quận huyện thành và thành phố Thủ Đức cùng với phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh BC08 tiếp tục mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đặc biệt trong tháng 9 này, thời điểm các trường đã bắt đầu nhập học, việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện vi phạm sẽ đảm bảo an toàn giao thông cho các em học sinh, sinh viên. Trong những ngày đầu của năm học mới, một số trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ghi nhận việc học sinh sử dụng xe trên 50 phân khối khi chưa đủ tuổi. Điều này không chỉ đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của các em mà còn những người tham gia giao thông xung quanh. Tại em muốn tụ tập để coi trải nghiệm ngoài đường thử, để mốt có thể thi bằng lái cho nó dễ. Tụi em học giao thông, chúng tôi cũng phối hợp và tuyên truyền đến các cái trường học, kể cả là các cái khu công nghiệp, nghiêm chỉnh chấp hành cái pháp luật giao thông để đảm bảo an toàn giao thông cho chính mình và cũng như là người tham gia giao thông trên đường. Đối với những trường hợp cá biệt vi phạm nhiều lần, vi phạm có tính chất nghiêm trọng như lạng lách, đánh võng, tụ tập điều khiển phương tiện gây mất trật tự công cộng, nẹt pô, có dấu hiệu đua xe máy trái phép, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ có biện pháp phối hợp cùng với gia đình, nhà trường, địa phương theo dõi, quản lý, giáo dục, răn đe.
với sự phối hợp của Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, cùng sự hỗ trợ kinh phí kỹ thuật của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức khởi động triển khai thí điểm dịch vụ TelePrep, góp phần giúp thành phố đạt được mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. TelePrep là viết tắt của dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV từ xa, sẽ được thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Với mô hình này, người bệnh không cần tới trực tiếp phòng khám. Bác sĩ và người cần khám bệnh sử dụng thiết bị và công nghệ thông tin để thực hiện việc khám, tư vấn và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV. Việc cấp phát thuốc cho khách hàng sẽ thông qua một đơn vị vận chuyển. Khách hàng sẽ không cần đến trực tiếp phòng khám để nhận thuốc. Các phòng khám có thể đảm bảo tính linh hoạt, thuận tiện của các dịch vụ, dễ tiếp cận, bảo mật thông tin, hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện, dự phòng HIV kịp thời cho các nhóm đích. Thành phố đã lựa chọn 11 trên 33 cơ sở đang cung cấp dịch vụ điều trị PrEP để triển khai thí điểm điều trị TelePrEP, trong đó có 7 cơ sở công lập và 4 cơ sở tư nhân. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành Y tế thành phố đã được Ủy ban Nhân dân thành phố đồng ý về chủ trương thí điểm tổ chức thi tuyển chức danh giám đốc bệnh viện. Theo đó, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lần đầu tiên thí điểm tổ chức thi tuyển chức danh giám đốc bệnh viện, cụ thể là chức danh giám đốc bệnh viện mắt thành phố, dự kiến bắt đầu triển khai trong tháng 10 năm 2022. Người dự thi phải bảo đảm tiêu chuẩn chung quy định tại nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa 8, đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ của các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Người dự thi phải có hồ sơ lý lịch cá nhân đầy đủ rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận. Tất cả các cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hồ Chí Minh nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có trong danh sách quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh giám đốc bệnh viện mắt đều được quyền đăng ký dự thi. Lần đầu tiên, toàn bộ 238 bảo vật quốc gia được đưa lên lịch lốc, kèm nhiều thông tin tổng quan nhất về các bảo vật này cũng như những kiến thức lịch sử xã hội khác liên quan tới câu chuyện bảo vật quốc gia. Bộ lịch chủ đề này đã được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ra mắt vào chiều hôm qua. Bộ lịch này được thực hiện trong 6 tháng, giống như một tác phẩm nghệ thuật được hoàn chỉnh dần qua 365 ngày để người xem hình dung tổng thể bức tranh về lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Xuyên suốt bộ lịch là gam màu vàng, đỏ đun, tạo sự quay cổ sang trọng và cuốn hút cho bộ lịch. Ngoài bộ lịch này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cũng sẽ ra mắt hai bộ lịch blog với các chủ đề Đất nước nhìn từ biển và Đại đoàn kết 54 dân tộc Việt Nam. Tổng cục Thuế cho biết từ giữa tháng 10, các cục thuế sẽ tổ chức chương trình hóa đơn may mắn và trao thưởng cho người mua hàng là cá nhân, hộ kinh doanh lấy hóa đơn điện tử trên địa bàn mà cơ quan này phụ trách. Cơ hội nhận thưởng lên đến 50 triệu đồng với một hóa đơn trúng thưởng. Theo Tổng cục Thuế, mục tiêu của chương trình này là nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn, tạo thói quen tiêu dùng văn minh và bảo vệ quyền lợi người mua khi giao dịch, mua bán. Đối tượng tham gia chương trình là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có người mua là cá nhân hộ kinh doanh. Mỗi hóa đơn sẽ được lựa chọn duy nhất một lần theo nguyên tắc ngẫu nhiên bằng phần mềm hóa đơn may mắn. Hóa đơn hợp lệ phải có đầy đủ thông tin định danh người mua. Ở phần thế giới cập nhật, Nhật Bản cử hành long trọng lễ tang cố thủ tướng Abe Shinzo. Và hacker đòi hãng viễn thông Optus số tiền chuộc 1 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, hôm nay Nhật Bản tổ chức quốc tang cho cựu thủ tướng Abe Shinzo tại nhà thi đấu Nippon Budokan ở thủ đô Tokyo. Buổi lễ có sự tham dự của Hoàng gia Nhật Bản, các quan chức nước này cùng 700 đại diện đến từ 218 quốc gia và vùng lãnh thổ. Buổi lễ bắt đầu diễn ra vào 2 giờ chiều giờ địa phương. Phu nhân cố thủ tướng mang hũ tro cốt chồng mình trao cho thủ tướng đương nhiệm Kishida Fumio. Ông Kishida sau đó chuyển cho các sĩ quan đặt lên hương án. Toàn bộ quan khách dành phút mặc niệm cho ông Abe trước khi theo dõi hình ảnh nổi bật về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Trong bài điếu văn, Thủ tướng Kishida ca ngợi ông Abe là một con người dũng cảm, chân thành và giàu lòng nhân ái. Sinh thời, ông Abe Shinzo đã góp phần vực dậy kinh tế Nhật Bản và đóng góp tích cực vào quan hệ giữa Nhật Bản và các nước ở Đông Á, Đông Nam Á. Bên ngoài nhà thi đấu, hàng chục ngàn người đã đến đặt hoa và viếng di ảnh của cố thủ tướng Nhật Bản. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã bắn 19 phát đại bác chào tiễn biệt ông Abe Shinzo.
đồng bảng Anh đang xuống mức thấp nhất trong tuần này. Tỷ giá giữa bảng Anh và đồng đô la Mỹ gần như ngang nhau. Chính vì thế, nhiều người đang tận dụng cơ hội này đến Anh du lịch. Ông David Appleby, một du khách đến từ Australia, cho biết ông hy vọng sẽ có thêm nhiều du khách Australia tới Anh trong thời gian sắp tới. Việc giá trị bảng Anh giảm mạnh là một lợi thế của khách du lịch nước ngoài. Họ sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn so với việc tới Anh trước đây. Tất nhiên là tôi có kiểm tra tỷ giá trước khi quyết định du lịch Anh. Đây là thời điểm tốt để tới Vương quốc Anh du lịch. Anh là một nơi du lịch tuyệt vời, vì vậy tôi nghĩ nhiều người sẽ tận dụng tỷ giá bảng Anh thấp để đi chơi. Hôm 26 tháng 9, tỷ giá bảng Anh so với đồng đô la Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước tới nay, giảm 8% từ ngày 22 tháng 9 và giảm 21% so với hồi đầu năm. Liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm vào Optus, một trong những hãng viễn thông lớn nhất của Australia, hôm qua các chuyên gia công nghệ thông tin cho biết đối tượng gây ra vụ tấn công mạng đã công khai thông tin cá nhân của 10.000 khách hàng và đe dọa sẽ tung thêm nếu Optus không trả khoản tiền chuộc 1 triệu đô la Mỹ. Theo chuyên gia bảo mật công nghệ thông tin toàn cầu Jeremy Kirk, nhóm hacker mũ đen tấn công mạng viễn thông Optus đã công khai thông tin 10.000 khách hàng Optus đầu tiên trong ngày 27 tháng 9 và đe dọa sẽ tiếp tục tung ra các thông tin khách hàng trong những ngày tới nếu Optus không chấp nhận trả 1 triệu đô la Mỹ tiền chuộc bằng tiền điện tử. Trước đó, ngày 22 tháng 9, hãng Optus thông báo bị tấn công mạng khiến khoảng 9 triệu 800.000 tập lưu trữ thông tin khách hàng bị đánh cắp. Những dữ liệu này bao gồm thông tin cá nhân như thẻ định danh, số hộ chiếu hay giấy phép lái xe. Tuy nhiên, Optus khẳng định những chi tiết hồ sơ tài chính như thông tin ngân hàng hoặc mật khẩu của khách hàng chưa bị lộ. Hiện cảnh sát liên bang Australia đã thành lập đội đặc nhiệm để khởi động một cuộc điều tra về vụ việc. Tàu thăm dò của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã hoàn thành nhiệm vụ phóng tàu thăm dò vào một thiên thạch cách trái đất 11 triệu 300.000 km. Đây là thử nghiệm đầu tiên nhằm làm chệch hướng những vật thể nguy hiểm có khả năng lao vào trái đất trong tương lai. Vụ va chạm diễn ra 10 tháng sau khi tàu thăm dò DART rời khỏi trái đất. Con tàu đã di chuyển với tốc độ 22.500 km/h. Tàu gửi về một loạt hình ảnh qua camera, ghi lại khoảnh khắc va vào thiên thạch Dimorphos có kích thước tương đương một sân bóng đá và sau đó mất tín hiệu. Các nhà khoa học hiện vẫn chưa rõ liệu thử nghiệm có thành công hay không. Tuy nhiên, theo chuyên gia, cuộc thử nghiệm này đã là một cột mốc quan trọng. Lần đầu tiên trong lịch sử, con người đã có khả năng nhắm đến và thay đổi quỹ đạo của một vật thể bên ngoài không gian. Hơn 30 kính viễn vọng trên khắp thế giới sẽ theo dõi bộ đôi thiên thạch Didymos-Dimorphos trong 6 tháng để đánh giá tác động thử nghiệm. Cơ quan vũ trụ châu Âu ESA đang lên kế hoạch nghiên cứu miệng hố mà tàu thăm dò DART tạo ra trên Dimorphos. Các nhà khoa học Anh cho biết họ đã tìm được cách để thay đổi gen của loài muỗi để ngăn chặn chúng lây lan bệnh sốt rét làm chết hơn 500.000 người một năm. Việc thay đổi gen khiến cho loài muỗi tạo ra những chất đặc biệt trong ruột của chúng, ngăn chặn sự phát triển của ký sinh trùng sốt rét. Các nhà khoa học đã cho muỗi sốt rét châu Phi ăn một loại máu chứa hai hợp chất kháng vi sinh vật được lấy từ dịch tiết trên da của loài ếch có vuốt châu Phi và chất độc của loài ong mật châu Âu. Những hợp chất này ức chế quá trình phát triển của ký sinh trùng sốt rét trong vài ngày trước khi nó lớn lên và xuất hiện trong tuyến nước bọt của loài muỗi. Do muỗi chỉ sống vài ngày, khi ký sinh trùng kịp lớn thì muỗi đã chết theo vòng đời tự nhiên. Thay vì 10 đến 12 ngày, ký sinh trùng sốt rét phải mất từ 15 đến 17 ngày để hoàn thiện quá trình phát triển, trong khi loài muỗi chỉ có thể sống trung bình từ 7 đến 10 ngày. Nếu được chứng minh an toàn và hiệu quả trên thực tế, phương pháp này có thể trở thành một công cụ mới trong cuộc chiến chống lại bệnh sốt rét. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, số ca tử vong vì sốt rét vẫn tăng cao vì ký sinh trùng gây bệnh kháng thuốc mạnh. Thế giới ghi nhận 241 triệu ca sốt rét trong năm 2021, trong đó có khoảng 627.000 trường hợp tử vong. Nhiều món đồ liên quan đến điệp viên 007 James Bond sẽ được bán đấu giá nhân kỷ niệm 60 năm ra đời của bộ phim bom tấn này. Những vật phẩm này khá đa dạng, từ chiếc xe nổi tiếng cho đến những bộ trang phục mà diễn viên Daniel Craig mặc trong bộ phim No Time to Die. Buổi đấu giá mang tên 60 năm James Bond sẽ được chia làm hai phần, đấu giá trực tiếp ngày 28 tháng 9 và đấu giá trực tuyến đến ngày 5 tháng 10. James Bond là một trong những nhân vật mà ai cũng đã từng nghe đến, điều đó mang đến sự hào hứng cho cuộc đấu giá này. Tổng cộng 60 hiện vật sẽ được bán đấu giá, trong đó nổi bật nhất là chiếc xe Aston Martin DB5 với mức giá ước tính từ 1.620.000 đến 2.160.000 đô la Mỹ.
Ngoài ra còn có bản phân cảnh được sử dụng trong bộ phim No Time to Die, ước tính bán được từ 5.400 đến 7.500 đô la Mỹ. Số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ được chuyển đến các tổ chức từ thiện. Điện Buckingham mới đây đã công bố huy hiệu mới của vua Charles đệ Tam. Hình ảnh này sẽ xuất hiện trên các tòa nhà chính phủ và thùng thư màu đỏ trên khắp Vương quốc Anh. Huy hiệu gồm chữ C đại diện cho tên của vua Charles đệ Tam và chữ R viết tắt của chữ Rex nghĩa là vị vua trong tiếng Latin. Ngoài ra phía trên còn có một chiếc vương miện. Riêng phiên bản sử dụng tại Scotland sẽ có hình vương miện Scotland. Điện Buckingham cho biết quá trình thay thế huy hiệu mới sẽ sớm được tiến hành. Trong khi đó, công ty Royal Mail của Anh đã công bố 4 con tem mới để tưởng nhớ nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Những con tem này mô tả nữ hoàng Anh theo thời gian, cần phải được vua Charles đệ Tam chấp thuận trước khi đưa vào sử dụng. Người dân Anh có thể bắt đầu mua bộ tem này từ ngày 10 tháng 11. Các nhà sản xuất tiền và tem của Anh cho biết họ sẽ bắt đầu quá trình chuyển đổi từ việc sử dụng hình ảnh của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sang hình ảnh của vua Charles đệ Tam. Ở phần an ninh trật tự, Công an Bình Chánh bắt nhóm giả nhân viên ngân hàng lừa đảo. Và lật xe container ngay quốc quanh gây kẹt xe kéo dài ở Thuận An, Bình Dương. Mở đầu phần an ninh trật tự an toàn giao thông, sáng nay, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ các đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này giả danh nhân viên ngân hàng, có phân công công việc rõ ràng và ăn chia lợi nhuận. Công an tạm giữ Lê Thị Thanh Sáu, 32 tuổi, ngụ quận Tân Phú và Nguyễn Quốc Đạt, 23 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, cùng 6 người khác có liên quan. Sáu và Đạt khai nhận cả hai thỏa thuận cùng nhau điều hành ổ nhóm lừa đảo. Phương thức hoạt động của ổ nhóm này là giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện thoại đến các bị hại theo danh sách dữ liệu tìm mua được trên mạng để tư vấn các gói vay với lãi suất 0 đồng. Trước khi nhận được các khoản vay theo nhu cầu, các bị hại phải đóng phí bảo hiểm với số tiền từ 1,8 triệu đến 3,8 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, nhóm này sẽ cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Nghi phạm 6 khai nhận bắt đầu hoạt động lừa đảo nói trên vào khoảng đầu tháng 7 năm 2022 đến nay. Khám xét nơi làm việc của các đối tượng, công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Bước đầu, công an huyện Bình Chánh mời làm việc đối với 10 bị hại với tổng số tiền đã bị bọn chúng chiếm đoạt khoảng hơn 18 triệu đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Liên quan tới vụ nam công nhân bị rơi xuống hầm tại một công trình đang xây dựng, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tiếp cận và giải cứu thành công. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10 giờ sáng nay. Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Vinh, 38 tuổi, quê Quảng Nam, bị rơi từ trên cao xuống tầng hầm sâu khoảng 5-7 mét. Những công nhân có mặt tại công trường đã tìm cách đưa nạn nhân lên nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ nhanh chóng điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường. Vị trí nạn nhân nằm dưới hầm sâu, không gian chật hẹp, thiếu dưỡng khí nên công tác cứu người được thực hiện khẩn trương. Đến 11 giờ 10 phút, lực lượng đã giải cứu được nạn nhân. Vụ việc được bàn giao lại cho công an quận Hải Châu để xử lý, điều tra nguyên nhân tai nạn. Khoảng 13 giờ trưa nay, tại đường Tùng Thiện Vương, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ va chạm giữa xe ben và xe ô tô công nghệ. Vụ việc không xảy ra thương vong nhưng khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài. Theo đó, nam tài xế điều khiển xe ben lưu thông theo hướng cầu Nhị Thiên Đường đi cầu Chà Và. Khi đến trước số nhà 413 Tùng Thiện Vương, thì tài xế xe ben bất ngờ mất lái và hút văng khoảng 5 mét giải phân cách bằng sắt ngăn giữa hai làn đường. Phương tiện này tiếp tục lao sang làn đường ngược lại và tông vào xe ô tô công nghệ. Tại hiện trường, cú va chạm khiến xe ô tô hư hỏng nặng, giải phân cách nằm ngổn ngang. Nhận thông tin, Công an quận 8 có mặt phong tỏa đường Tùng Thiện Vương để xử lý hiện trường và điều tiết giao thông. Công an Tiền Giang cho biết vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ 3 xe container bị cháy rụi trong đêm để điều tra nguyên nhân. Trước đó, vào khoảng 23 giờ đêm ngày 23 tháng 9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ một chiếc xe container nằm trong bãi đậu xe trên quốc lộ 50 ở thành phố Mỹ Tho. Lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã nhanh chóng điều động 5 xe chữa cháy cùng với hơn 50 cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Tại hiện trường, vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 3 chiếc xe container đang đậu gần nhau. Những tài xế có xe đậu trong bãi này cho biết, trên chiếc container bị cháy có chứa nhiều vỏ bình ga nên khi cháy đã phát ra nhiều tiếng nổ. Sáng nay, giao thông tại khu vực ngã 6 An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bị ùn tắc nghiêm trọng do một xe container bị lật trong lúc ôm cua.
Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút, xe container chạy trên đường DT743 hướng từ ngã tư Miếu Ông Cù xuống ngã tư 550. Khi đến ngã 6 An Phú, tài xế cho xe rẽ trái để vào đường Mỹ Phước Tân Dạng. Trong lúc ôm cua thì thùng xe chao đảo, kéo theo cả chiếc container lật nhào. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, lượng xe tham gia giao thông còn thưa thớt nên không xảy ra thương vong. Vụ việc làm đầu xe container hư hỏng, dầu nhớt chảy ra đường. Ngã 6 An Phú là khu vực kẹt xe mỗi ngày, việc giải tỏa hiện trường kéo dài khiến cho giao thông qua khu vực này trong giờ cao điểm sáng nay ùn tắc nghiêm trọng. Tới gần 8 giờ sáng, hiện trường mới được lực lượng chức năng giải quyết xong, giao thông dần ổn định trở lại. Sau khi nhận được thông tin vụ việc, đơn vị thi công nạo vét hồ Lộc Thắng phát hiện nhiều đạn pháo dưới lòng hồ. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo tiến hành khoanh vùng bảo vệ hiện trường. Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm cũng báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng triển khai các biện pháp rà tìm, tháo gỡ và xử lý theo quy định. Qua kiểm tra, ngoài 5 quả pháo đã lộ thiên thì khả năng số lượng đạn pháo tại khu vực này còn nhiều hơn. Ghi nhận ban đầu, số pháo được phát hiện là pháo 105 ly sót lại từ thời chiến tranh. Cũng theo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm, trước khi thi công công trình, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải tiến hành các biện pháp rà phá bom mìn tại các địa điểm thi công để đảm bảo an toàn. Chinh phục vách núi Rosado ở Tây Ban Nha, một nhóm 3 nhà leo núi nữ đã ghi tên mình vào sách kỷ lục thế giới. Sasha Di Julian, Martinda Söderlund và Preta Harrington trở thành đội leo núi đầu tiên gồm toàn thành viên nữ chinh phục vách núi Rutaraju cao 610 mét. Vách núi có độ khó 5.14B. Trong môn leo núi, vách núi 5.14 trở lên dành cho các vận động viên leo núi đỉnh cao. Rutaraju nằm ở phía nam dãy núi Peña Santa de Castilla thuộc công viên quốc gia Picos de Europa ở miền bắc Tây Ban Nha. Vách núi này được các vận động viên chuyên nghiệp đánh giá là nguy hiểm do độ dốc ngược khá cao cùng các rìa hốc đá sắc bén. Chiều tối nay, tâm bão số 4 còn cách đất liền chưa đầy 200 km, nhưng rìa cơn bão đã vào miền Trung, giật sập nhiều ngôi nhà cấp 4, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Quân chủng Hải quân cho biết đã có 152 tàu cá với hơn 1.500 ngư dân vào các âu tàu lòng hồ trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa neo đậu tránh trú bão. Trong đó có 36 tàu Quảng Ngãi, 53 tàu Bình Định, 10 tàu Khánh Hòa, 24 tàu của Bình Thuận, 28 tàu Quảng Nam và 1 tàu Tiền Giang. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá bão khi vào bờ đạt cấp 14, tức sức gió lên đến 166 km một giờ. Trong đó, 3 đến 4 giờ tới sẽ mang theo gió mạnh cấp 12 đến 13, sóng biển cao từ 3 đến 6 mét dọc bờ biển từ Quảng Trị tới Bình Định. Một số nơi sóng cao từ 8 đến 10 mét. Trong 12 giờ tới, bão chủ yếu đi theo hướng Tây với tốc độ 20 đến 25 km một giờ, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ. Đến 4 giờ, tâm bão trên khu vực đất liền Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất 149 km một giờ, cấp 12, 13, giật cấp 15. Ngày mai, bão giữ hướng đi và tốc độ đi sâu vào các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó sang Lào và suy yếu dần. Thưa quý vị, chiều nay theo giờ Việt Nam, cơn bão biển Ian đã đổ bộ vào phía tây Cuba. Bão đã tăng cấp độ từ cấp 2 lên cấp 3 trong thang cảnh báo 5 bậc của Mỹ. Bão đang di chuyển lên bang Florida của Mỹ. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, cơn bão cấp 3 với sức gió 185 km một giờ vừa đổ bộ lên Cuba. Đường đi của bão băng qua hòn đảo, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tàn phá hết mọi thứ trên đường đi. Sau khi rời Cuba, dự kiến cơn bão có thể đổ bộ vào phía bắc vịnh Tampa của bang Florida của Mỹ. Hướng đi của bão được đánh giá là phức tạp và khó dự báo. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1921, vịnh Tampa sẽ phải chịu ảnh hưởng trực tiếp đầu tiên từ một cơn bão khi nó đổ bộ vào Florida. Hiện chính quyền Florida đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở tất cả 67 quận hạt trong tiểu bang. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giờ sáng mai với những thông tin luôn được cập nhật. Chương trình sáng sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút sáng trên kênh HTV7 và HTV9. Xin kính chào tạm biệt.